Đấu phá thương khung phần 4 tập 23, hẹn nước 3 năm của Tiêu Viêm và Lạp Lạp Yên Nhiên phần 2. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh họ cho mình nhá. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Lạc Độc thực sự có thể hoàn toàn bị đuổi đi. Nghe vậy, Lạp Lan Kiền nhịn không được kinh hỉ rồi nói. Tuy nhiên, lão nhân sống nhiều năm như vậy cũng tử vong sinh tồn trong lúc đó. Nếu là có thể lựa chọn, người nào cũng đều lựa chọn cái thứ hai. Dựa theo tiến triển hiện tại, giống như là không có vấn đề gì, Tiêu Viêm nhàn nhạt rồi nói. Trời, không nghĩ tới tiểu huynh đệ nhỏ tuổi thế nhưng có được bổn sự như vậy. Thật không hiểu vị cao nhân nào có thể bồi dưỡng ra loại đệ tử kiệt xuất này. Lạp Lan Kiệt vội vàng gật đầu, thanh âm khàn khàn cười rồi nói, vậy hoàn toàn dựa vào tiểu huynh đệ rồi. Đúng rồi, tiểu huynh đệ tên là gì? Nham Kiêu, đừng nói, ta muốn triệt xuất dị hóa. Nhíu mày, Tiêu Viêm ngón tay vì khúc thành sắc hỏa diễm lượn lở bên ngoài bộ xương, chậm rãi thu vào, một tia cuối cùng bị Tiêu Viêm thu về trong cơ thể. Sau khi thanh sắc hỏa diễm tiến vào trong cơ thể, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, khuôn mặt bỗng nhiên có chút khẽ đổi. Chẳng qua ngay sau đó lại hồi phục lại, giả vờ vô sự, Tiêu Viêm liếc mắt về đầu ngón tay có chút biến thành màu đen, mím miệng không dấu tích đưa tay lùi về tay áo. Nham Kiêu, tiểu huynh đệ như thế nào? Nhìn Tiêu Viêm tựa hồ là đình chỉ khu độc, Lạp Lan Túc vội vàng tiến lên hai bước rồi hỏi. Hôm nay chị đến đây thôi, sau này sẽ đến lại, dựa theo tiến triển này, nói vậy ít nhất là cần phải 7 ngày thời gian mới có thể đem độc tố đuổi đi. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Lạp Lan Kiệt, sắc mặt so với lúc trước tốt hơn một ít, trầm ngâm rồi nói. Đa tạ tiểu huynh đệ, chỉ cần ngài có thể đem lão tử ra chữa khỏi, phương diện thù lao, Lạp Lan gia tộc tuyệt đối sẽ không khiến cho người có bất kỳ thất vọng. Nhìn Lạp Lan Kiệt thoáng khuôn mặt già nua có chút hào quang, tảng đá đặt trong lòng Lạp Lan Túc rốt cuộc cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Lạp Lan Kiệt đối với Lạp Lan gia tộc tầm quan trọng giống như là Mặc Thừa đối với Mặc gia tầm quan trọng giống nhau. Mất đi trụ cột này, tuy nói Lạp Lan gia tộc không phải là không ngượng dậy lối, chẳng qua cùng hai đại gia tộc chênh lệch tất nhiên là sẽ từng bước tăng lên. Ngày mai ta tiếp tục tới, hôm nay trước hết là cáo từ. Tiêu Viêm phiêu liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, quay đầu đối Lạp Lan Kiệt trên giường rồi nói. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi dính không ít phiền toái, không bằng ở lại Lạp Lan gia tộc đi. Nghe vậy, Lạp Lan Kiệt vội vàng nhiệt tình cười nói. Không cần, ta có sự tình của chính mình, nhàn nhạt lắc đầu. Tiêu Viêm không hề lý tới ba người, nhấc chân hướng ra cửa ngoài bước tới. Vậy một khi đã như vậy, nhà đầu ngươi đi tiến tiểu huynh đệ đi. Trông Tiêu Viêm có chút ướt át bẩn thỉu, Lạp Lan Kiệt sửng sốt, tức thì bất đắc dĩ nói. Vâng, có chút khẽ gật đầu, Lạp Lan Yên Nhiên nhìn phía trước bóng dáng đàn bạc, sau đó chậm rãi cùng tiếp tục. Chậm rãi đi trên con đường nhỏ dài đá vụn, Tiêu Viêm mặt không chút thay đổi gương mắt về phía trước, giống như vị công chúa Lạp Lan gia tộc bên cạnh như là không tồn tại. Cùng Tiêu Viêm sóng vai, Lạp Lan Yên Nhiên ngẫu nhiên ánh mắt hướng trực tiếp vô thanh niên không nhìn chính mình. Mặt cười mặc dù là bình tĩnh, chẳng qua trong lòng thật sự là có chút kinh ngạc cũng là buồn bực nhỏ nhỏ. Mặc dù cũng không có quá để ý, nhưng mà bị đối đãi coi thường như vậy. Nhưng nhiều năm như vậy qua cũng là lần đầu, làng vốn tưởng rằng chính mình tính tình kiêu ngạo, không nghĩ tới trước mặt người này giống như là hắn càng kiêu ngạo hơn. Nhưng Lạp Lan Yên Nhiên cũng rõ ràng, trước mặt này vị thanh niên tên là Nham Kiêu, mặc dù kiêu ngạo nhưng lại có được tiền vốn. Mặc dù tuổi tác như vậy, có thể nắm trong tay thứ mà ngay cả đấu hoàng cường giả cũng thèm muốn, chính là dị hóa, đủ để cho hắn kiêu ngạo cùng với những người đồng lứa. Bởi vậy, cho dù là Lạp Lan Yên Nhiên cũng thoáng có chút là bất đồng. Nham Kiêu, tuy nhiên ta cũng không rõ ràng luyện dược sư như thế nào đuổi đi độc tố, chẳng qua đem cái loại khủng bố dị hỏa tiến vào trong cơ thể, tất nhiên lực khống chế phải cực kỳ tỉ mỉ. Người loại khống chế lực này giống như so với ta chứng kiến, so với tam phẩm luyện dược sư còn phải mạnh hơn nhiều. Rốt cục cuối cùng thì không chịu được không khí trầm buồn, Lạp Lan Yên Nhiên trước tiên là mở miệng giọng dò hỏi. À, có lẽ vậy. Tiêu Viêm mắt không chớp, thanh âm có chút lãnh đạm. Ngươi vì cái gì không đi khảo hạch tam phẩm luyện dược sư? Đem thực lực của chính mình, loại hành động này ta còn không có ngu xuẩn như vậy. Tiêu Viêm lại thành thấp phúng đạo, khẽ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn qua bộ ngực sữa của Lạp Lan Yên Nhiên bị nguyệt sắc quần bào gắt gao bao vây, lập tức rất nhanh thu hồi. Ngươi cũng đồng dạng không đem cấp bậc huy chương xuất ra. Lão sư nói, cái gọi là cấp bậc huy chương gần như chính là biểu hiện giả tạo mà thôi. Hơn nữa thực lực của ta, ta chính mình không biết đến cuối cùng thuộc loại cấp bậc gì, thực sự dao động quá lớn. Lạp Lan Yên Nhiên mỉm cười rồi nói, tổng thể dao động quá lớn, có ý tứ gì? Nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng khẽ nhúc nhích, không dấu vết thấp giọng hỏi. Thật có lỗi, đây là một ít cơ vận của Vân Lam Tông, không thể tiết lộ ra ngoài. Lạp Lan Yên Nhiên thoáng có chút xin lỗi gật đầu, vẫn chưa đem nguyên nhân tột cùng nói ra. Khẽ cau mày, lập tức giản đi, Tiêu Viêm yên lặng gật đầu.
Đang đi thì dừng lại, khóe mắt phiền liếc mắt bên cạnh Lạp Lan Yên Nhiên kia, hành tẩu bước đi quả lét thanh nhã. Chần chờ một hồi, linh hồn lực lượng bỗng nhiên chậm rãi lộ ra bên ngoài cơ thể, sau đó lượn lờ bên ngoài, muốn thử dò xét năng lực của nàng. Tuy nhiên lúc trước dược lão đã nói qua, tại Lạp Lan Yên Nhiên trên người có thứ gì đó có thể ngăn cản linh hồn lực lượng dò xét. Chẳng qua là Tiêu Viêm y như cũ muốn tự mình xác nhận một chút. Linh hồn lực lượng tại Lạp Lan Yên Nhiên bên cạnh bồi hồi. Sau lửa ngày sau, Tiêu Viêm trong lòng thầm than một tiếng, hắn cảm giác được thân thể của nàng biểu hiện ra giống như là bị bao trùm một tầng năng lượng mỏng, khiến cho linh hồn lực lượng dò xét hoàn toàn là ngăn cách. Chậm rãi thu hồi linh hồn lực lượng, Tiêu Viêm lông mày bỗng nhiên khẽ nhảy, quay đầu đến nhìn Lạp Lan Yên Nhiên đang bình tĩnh nhìn chính mình, nắm tay bên dưới khẽ nắm thật chặt, nhàn nhạt rồi nói: "Làm sao vậy? Nham Kiêu tiên sinh giống như là với thực lực của ta thật sự là quan tâm." Lạp Lan Yên Nhiên gương mắt nhìn Tiêu Viêm có chút thâm ý cười nói: "Tuy ta không phải là luyện dược sư, nhưng mà trời sinh đối với linh hồn lực lượng rất là mẫn cảm. Đã nghe nói qua Lạp Lan gia tộc đại tiểu thư là người có sức mạnh cạnh tranh cho chức vị tông chủ Vân Lam Tông, cho nên nhịn không được muốn dò xét một chút mà thôi. Không nghĩ tới cẩn thận như thế vẫn bị phát hiện, thật sự là bội phục." Bất đắc dĩ nhún vai, Tiêu Viêm cười rồi nói: "Ha ha, thật không?" Khẽ cười, Lạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp gắt gao gương mắt nhìn khuôn mặt bình phàm. Chẳng biết vì sao, nàng trong lòng giống như là ẩn chứa một loại cảm giác kỳ dị, nhưng loại thủy chung không lý giải được loại cảm giác này rốt cuộc là gì. Lập tức mày liễu nhíu lại, thằng có chút là rối rắn. "Tới rồi, Lạp Lan tiểu thư không cần phải tiến, tại hạ tự về, cáo từ." Đi ra đại môn, Tiêu Viêm nghiêng đầu đối với Lạp Lan Yên Nhiên đang mày liễu nhíu lại chắp tay, không đợi nàng đáp lời, sau đó nhìn thấy hắn tự mình tiến tới đại môn, tiến vào bên trong con đường dòng người đang qua lại. Người này quả thật là một quả nhân tâm cao khí ngạo, gương mặt nhìn chằm chằm bóng lưng người nọ như là ẩn như hiện. Lạp Lan Yên Nhiên khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ thấp giọng rồi nói, lập tức xoay người tiến vào Lạp Lan phủ đệ. Chậm rãi đi qua vài ngã tư đường, Tiêu Viêm ở phía ngoài một khách sạn chợt ngừng lại, sau đó đi vào lên phía trên lầu 2, đứng ngoài một gian phòng rồi gõ cửa, ngay lập tức đẩy cửa mà vào. Bên trong căn phòng, Hải Bá Đông đang ngồi xếp bằng tại trên ghế, khép hờ đôi mắt, quanh thân nhàn nhạt hàn khí màu trắng theo chu kỳ hô hấp mà phun ra luốt vào, hàn khí theo miệng mũi chui vào thân thể, tập trung rất nhiều năng lượng, làm phía trên khuôn mặt già lúa ẩn lộ ra một tầng hào quang ôn ngọc. Thật không hổ là đấu hoàng cường giả, mặc dù tuổi so với Lạp Lan Kiệt lớn hơn rất là nhiều, nhìn vào khí thế của hắn, nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, nhất thì còn có thể sống thêm được 50 năm, nếu gặp vận tốt, còn thể đột phá đấu tông cường giả, liền tiến vào cấp bậc của những lão quái vật. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, Tiêu Viêm nhẹ nhàng tiến vào trong phòng, trên khuôn mặt Hà Bá Đông chợt sáng lên, cùng trước kia vòng quanh Lạp Lan Kiệt là tử vong hơi thở khó có thể so sánh được, không khỏi trong lòng thầm cảm thán. Tuy nhiên Tiêu Viêm làm ra tiếng vang cực kỳ nhỏ, chẳng qua đối với Hải Bá Đông loại cường giả này mà nói, không thể nghi ngờ là giống như là sét đánh bên tai. Lập tức bên ngoài cơ thể, hàn băng đấu khí nhanh chóng bị hấp thụ, tiến vào trong thân thể, mở hai mắt, sau đó mang theo chút hàn ý nhanh chóng tại trong phòng tuần tra một vòng. Đợi đến khi ánh mắt chuyển qua thân thể của Tiêu Viêm, hàn khí mới vừa rồi dần dần thu liễm, đồng thời phía ngoài cơ thể hiện lên khí thế sắc bén, cũng là lặng lẽ thu liễm vào trong cơ thể. Nhìn Tiêu Viêm với thần tình mệt mỏi, mở miệng hỏi rồi nói: "Được không?" Lạp Lan Kiệt chúng độc thâm hậu, tuy nhiên hôm nay tạm thời giải được một chút độc tính, chẳng qua ít nhất là cần 7 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn trừ đi lạc độc. Tiêu Viêm ngồi ở phía trên giường mềm mại miễn cưỡng trả lời. "Vậy sao?" Cật cật đầu, Hải Bá Đông thoáng có chút kinh dị cười nói: "Xem ra ngươi đối với di hỏa khống chế thực lực đã lắm vững, mới có thể hoàn thành việc trị liệu khó khăn này. Loại phương thức dùng di hỏa tiến vào trong cơ thể người khác, cho dù làm ít lỗi danh luyện dược sư đại sư, cũng không dám dễ dàng vận dụng. Thâm là đấu hoàng cường giả, Hải Bá Đông tự nhiên là phi thường rõ ràng, dùng di hỏa xâm nhập vào trong thân thể để khô độc, cần mạo hiểm rất là lớn. À, may mắn mà thôi." Lắc lắc đầu, Tiêu Viêm biết chính mình có thể thuần thục thao tác thành điền địa tâm hỏa như thế, duyên cớ phần lớn đều là bởi vì đoạn thời gian phục dùng địa hỏa hạt sen. Bỏ đi đôi hài, tại phía trên giường khép chân ngồi xuống, khuôn mặt mệt mỏi, Tiêu Viêm bàn tay duỗi ra ngoài tay áo, đôi mày cau lại nhìn đầu ngón tay thoáng chút biến thành màu đen, sau đó hai tay chậm rãi kết xuất thủ ấn nhắm mắt lại, sau đó tiến vào trạng thái tu luyện. Tâm thần của Tiêu Viêm nhanh chóng tiến đến chỗ đan điền, ý nghĩ khẽ chuyển động, một ngọn lửa màu xanh theo Lạp Linh Phú thổ mà ra, bị đấu khí bao vây, sau đó chậm rãi xoay quanh phía trên đan điền. Tâm thần nhìn chăm chú vào ngọn lửa màu xanh không ngừng bốc lên. Hồi lâu sau, dưới sự khống chế của Tiêu Viêm, ngọn lửa màu xanh mãnh đích bốc lên, độ ấm chợt cao lên, mà theo độ ấm đích tăng cao, sương mù màu đen thế nhưng xuất hiện tại trung tâm ngọn lửa. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào?
Nếu như mà thay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh họ cho mình nhá. Cũng như là nếu như anh em thấy quảng cáo, quên kích vào ủng hộ cho mình những gói mì tôm Hảo Hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chương trình Đấu Phá Thương Khung phần 4 tập 24 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh NTC Gaming. Cuối cùng thì mình, NTC, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.